khối, đáng lẽ mình giết được cái thằng Zone á mọi người. Khúc đó giật quá, tóc biến sang, mình lắc sang bên trái á, mình thả cái phi tiêu chưa một á, mà lắc quá nó giật qua đó là sao á, ngủ gõ gàng để qua nó mình chết rồi đó. Biết pha nó lắc quá mọi người, máy nó lắc lắm luôn á. Máy nóng tối là nóng, mở quạt thẳng nhiệt nãy giờ hơn cái quạt nữa, chịu không nổi luôn. Ôi, máy nó lắc